Mỗi con người khi sinh ra đều là một tờ giấy trắng, và ai cũng muốn vẽ cho riêng mình một bức tranh thật đẹp. Tôi cũng vậy. Nhớ em, nhớ em, anh nhớ rất nhiều. Người là tình yêu anh mong ước. Mỗi đêm anh ngủ anh mơ, chỉ thấy em mà thôi. Nhớ anh, nhớ anh, em nhớ thật nhiều. Nụ cười cho con tim này bối rối. Nhưng đời không phải là mơ. Từ đây đến muôn ngàn kiếp sau, đến mây ngừng trôi nước biển cạn khô. Vụ nữ sinh bị cưỡng hiếp chiều cùng ngày tại khu nhà hoang Hữu Đức, nữ sinh Ngân Phương đã bị hiếp dâm tập thể. Công an đang tiến hành điều tra sự việc. Rất bận mà biết gì chủ. Ở đâu hẹn gì? Thôi, Phương, được nè. Thôi, nó chơi với trai nó quen, bị hiếp dâm với chủ. Trời, sao nó mê trái vậy? Thằng nó lên báo rồi nè. Thôi, tôi nói còn nít mà yêu được cái gì nữa? Phương biết tin lấy mình tuổi thế nào vậy? Bị hư hỏng không? Kiểu này gia đình nó mất mặt chắc thôi. Đáng đời. Bài nữa rồi.
Vô bạn ơi. Tụi bay suy nghĩ kỹ chưa? Dạ. Hai thằng bay bây giờ cũng chúng chỉ tờ giấy trắng. Khi đủ một lần rồi chỉ có nước xé bỏ mà thôi. Là sao anh? Thử đâm mình một cái để biết cảm giác nó như thế nào. Thôi, hai đứa gì đi học đi. Tụi em còn nhỏ lắm. Anh tin tụi bay mà. Có chuyện. Dạ. Biết rồi. Chào anh. Sao rồi? Chuyện giao em làm tới đâu rồi? Dạ. Ủa, thằng Tấn đâu? Sao anh không thấy nó? Em cũng biết nè. Có em này ra ca. Thằng này chết linh lắm á. Lại gái gấu nữa. Ai vậy? Vợ em. Mày là thằng em bé. Mới quen 2 tiếng trước. Tấn, anh nói thiệt nha. Sao anh? Nhìn hai em á, đẹp như một bức tranh vậy đó. Là sao đây ca? Mà bà sĩ á, lỡ dễ hư rồi. Hư bỏ đi coi. Thôi anh giỡn với mấy đứa thôi. Đêm nay anh muốn kêu tụi em về đây. Anh muốn sáng mai tụi em qua khu của thằng Tài sinh hoạt nhẹ nó cho anh cái. Dạ.
Chị bà đi, chị bà đi. Không. Anh Trọng, gửi lời thanh mày. Mày khỏi có nói nhiều, mày về nói với thằng Trọng. Tao muốn con của tụi bay. Tụi mày biến đi, sẽ có phần của tụi bay. Mày muốn gì? Vuốt mặt lên nệ mũi. Khu Nam Cường là của anh Trọng, mày đừng chọc anh tao. Anh nè, Nam nè. Mày làm Phương. Gì vậy? Phương. Nhận ra anh không? Điên hả? Buông ra. Phương. Mày điên hả? Buông tôi ra. Buông tôi ra. Mày làm gì vậy? Mày làm gì vậy? Là Phương đó. Mày thấy không? Mày bình tĩnh lại đi. Mày tưởng thằng Tài Neptune là giáo viên, còn khu của nó là nhà trẻ. Với lại con gà em chết lâu rồi, chẳng qua là người giống người thôi. Mày tự coi lại mày đi. Tìm lại từng hơi ấm khi em kề bên, tìm lại từng giây phút khi em nói cười. Hỏi nơi đau nỗi đau, giờ em nơi đâu em có hay? Giờ thì người nào bỏ anh đi thật xa, giờ thì người nào bước xa đi không quay về. Anh nhớ em nhiều lắm, chỉ muốn ôm thật chặt lấy em thôi. Anh à, dù có thế nào đi nữa, mình sẽ luôn ở bên nhau nha. Ngày xưa anh đã không để em đi rồi, bây giờ anh không than làm gì, thì em cũng không hay biết đâu. Nếu biết trước anh sẽ không yêu yêu em đâu, thì giờ anh đã không đau khổ đến thế này. Trong tình yêu khi đã hứa một lời, phải giữ cho đến trọn đời. Em có sao không? Dạ em không sao anh. Dạ em cảm ơn anh. Ủa? Dạ. Để anh coi thử coi. Xe sửa không được hả anh? Không được đâu em ơi. Để nhắc xe ra tiệm sửa. Dạ dạ. Em cảm ơn anh nha. Ừ, không có gì đâu em. Ủa, sao anh đeo khẩu trang hoài vậy? Xe sửa xong rồi anh ơi. Ờ, xe sửa xong rồi kìa em. Bao nhiêu vậy anh? 300. Dạ, em cảm ơn anh nha. Không có gì đâu em. Anh cho em một bộ điện thoại nha. Ờ.
Có gì gọi cho em nha, coi như em là anh Mộc Chầu. Chào anh. Chào anh. Tôi biết đó không phải là cô ấy, nhưng mà tại sao tôi cứ lừa dối bản thân mình? Anh định đi đâu vậy? Dạ anh có gì thông cảm với em ạ. Nào anh, nào em. Dạ em là em, còn anh là anh ạ. Đi tới chừng nào trả? Dạ thông cảm với em, mấy ngày nữa em trả liền anh. Tao cho mày 2 ngày đó nha. Dạ dạ. 2 ngày là mày không trả, mày hiểu mày nha. Dạ em. Đi qua. Anh nghe nè. Alo, anh Nam hả? Em Phương nè. Có chuyện gì không em? Em muốn mời anh đi ăn á. À, tại anh... Ừ, vậy nha. Em đợi anh á. Tụi thằng Tài nó muốn chơi anh em rồi đó. Mẹ nó. Thằng nó khỏi đó vậy đi ca. Ừ. Ok. Tối mai anh em mình chơi nó. Thôi vô cái đi. Rồi mình đi nghỉ sớm đi. Vậy xong cái đi ca. Giờ này mày còn đi đâu nữa? Em qua con vợ em. Ok. Nhưng nhớ cẩn thận đó. Vậy em đi à? Ừ. Hai bạn ngồi chơi nha. Chiều nay anh có công chuyện. Em biết mà, chẳng qua anh gặp em là vì em giống như bạn gái cũ của anh thôi à. Sao anh biết? Có một sự thật em muốn nói với anh. Sáng mai gặp nhau em sẽ kể anh nghe nha. Tìm lại từng hơi ấm khi em kề bên, tìm lại từng giây phút khi em nói cười. Ôi nỗi đau. Mày về chuẩn bị đi với anh Trọng à. Tao biết rồi. Nhớ nha mày. Ừ. Ghen luôn chứ tao có quên nhiệm vụ đâu. Vậy nha. Lát nữa tao về. Thôi à. À, anh lại đi đâu vậy? Anh về đi công chuyện với anh Trọng. Tối mới đi lận mà. Ở với em chút xíu đi. Anh về còn chuẩn bị nữa mà. Sao vậy? Bữa cái anh buồn vô mà. Vậy uống nước cam của em pha đi. Ừ. Thương vợ quá à. Anh Trọng, em đi có một chuyện. Ok, em đi đi. Nhưng nhớ tranh thủ đó. Dạ.
Xin lỗi, anh đến muộn. Hình như anh có đồng bàn gì trễ vãi á. Thì lại kẹt công chuyện nữa chứ gì. Mà sao? Em biết, em nhớ mọi cái cũ của anh. Biết chứ. Đừng gặp mắt anh là em biết mà. Tuy hai là một. Hả? Em nói gì? Thật ra chết rồi. Alo, alo, cấp cứu hả? Ngân, em tỉnh rồi hả Ngân? Trời ơi, xem dạy dột có gì không Ngân? Em đừng lấy điều đó ra làm trò đùa. Tỉnh thôi. Khoan đã. Vậy tại sao em không nói cho anh biết? Em có biết là suốt thời gian qua lúc nào cũng tìm kiếm em không? Em có biết là anh yêu em nhiều lắm không? Lúc nào cũng tưởng là em đã chết. Em giờ đâu còn xứng đáng với anh nữa. Thật tình lòng anh không biết rằng anh gây nên lỗi lầm, khiến cho em buồn và làm cho em thất vọng, khiến cho em hiểu lầm anh đây là gian dối không chân thành, là gió mây vô tình vui qua đường. Chỉ còn lại một câu hứa mình cùng bên nhau suốt đời. Em đừng đi mà. Anh đã để mất em một lần, anh sẽ không để mất em một lần nữa đâu. Anh yêu em nhiều lắm. Anh à, chỉ có ở bên em. Em mới thật sự, em mới thật sự em và anh. Tuy rằng từ trước đến bây giờ em luôn né tránh anh, nhưng mà em luôn ở bên anh. Em yêu anh nhiều lắm. Phút giây em đêm đang lướt qua. Anh Trọng, có chuyện gì vậy? Anh Trọng bị tụi nó chơi. Anh Trọng, em muốn theo anh. Cảm ơn anh. Mày đi đâu vậy? Quán bao quán. Tao đi nữa. Mày khỏi kiếm tao. Được rồi tụi bay. Một bó đũa thì tao bẻ không được. Chứ từ chết thì trước lúc mày chết tao muốn tặng cho mày một món quà. Tụi mày làm gì thì làm, đừng có đụng đến Phương. Nó kêu em á, còn Phương kìa. Cũng may trời giúp tao, con vợ của tao giống con bồ của mày. Để với ông Phương, trả lời đi. Mẹ anh xét rất mặn khùng. Anh muốn lật thằng Trọng, em hãy làm chuyện này cho anh. Ok. Anh yên tâm đi. Xong rồi. Em có chắc không? Em cho nó uống 3-4 viên lận, chắc nó ngủ tới chiều. Vậy thì ok. Ai sẽ cho tôi biết tình yêu tôi trao cho em là sai lầm. Giờ em ở đâu, em ở đâu? Vì sao em như đang nơi đây bỗng xa xôi? Lẽ một chân lẽ lòi anh đi.
Mày làm tất cả những chuyện này là vì cái gì? Mày ngu lắm. Vì tiền. Alo, Tài nghe đây. Tôi thằng Trọng, mới chơi người của tao. Mày có biết thằng Trọng là ai không? Mà mày muốn chơi là chơi. Yên tâm, tao không để mày thiệt đâu. Mà chuyển cho tao chứa một nửa được không? Từ nay khu Lâm Tường sẽ là của tao. Mày nghĩ mọi chuyện lúc nào cũng đơn giản như vậy sao? Tao nói cho mày biết, cái ngu lớn nhất cuộc đời mày á là lúc nào mày cố tình cho mày là quá thông minh. Mày anh Trọng, em đi có một chuyện. Ok, em đi đi. Nhưng nhớ tranh thủ đó. Dạ. Mày đi chuẩn bị đi. Tao nghĩ tụi thằng Tài sắp kéo qua chơi anh em rồi đó. Anh biết sao anh còn làm vậy? Tao làm như vậy thì thằng Nam nó mới tỉnh ra. Giữ lại cái mạng của tao là do ông già thằng Tài cứu. Tao muốn nó phải lỗi đạo tao trước, xong tao mới xử nó.